Luân bật khóc chính thức thừa nhận chuyện chia tay Ninh Dương Lan Ngọc. Minh Luân cho biết anh và bạn gái đã chia tay nhau, bạn gái trả nhẫn cầu hôn và giờ cô đã có người đàn ông khác. Hôm qua trong buổi họp báo ra mắt MV Gió Về Miền Xuôi tại thành phố Hồ Chí Minh, Minh Luân chính thức thừa nhận việc đã chia tay bạn gái sau 3 năm gắn bó. Dù không nói tên bạn gái, nhưng việc Lan Ngọc không xuất hiện cổ vũ Minh Luân như mọi lần, bạn bè và những người có mặt đều biết Minh Luân đang nhắc đến Lan Ngọc. Nam diễn viên cho biết bạn gái anh đã trả lại nhẫn cho anh và đi theo người khác. Vì đau buồn trước chuyện tình tan vỡ, Minh Luân quyết định làm MV Gió Về Miền Xuôi như món quà cuối để dành tặng bạn gái. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên đánh dấu việc anh chuyển sang lĩnh vực ca hát chuyên nghiệp. Đồng thời, anh còn kiêm luôn biên kịch và đạo diễn cho MV. Minh Luân bật khóc khi được hỏi về chuyện tình cảm và lý do vì sao Lan Ngọc không đến cổ vũ anh như mọi lần. Minh Luân cho biết anh đã chia tay bạn gái sau 3 năm gắn bó và hiện tại cô đã có bạn trai mới. Dù không nhắc đến Lan Ngọc, nhưng mọi người đều biết nữ diễn viên tấm cám chính là người mà Minh Luân dành tặng ca khúc sau khi chia tay. Nhiều ý kiến cho rằng việc Minh Luân bắt tay làm thật nhanh sản phẩm phải chăng chỉ là cảm xúc nhất thời. Điều này sẽ dẫn đến sản phẩm cho ra mắt không chất lượng. Anh cho biết, MV Gió Về Miền Xuôi là câu chuyện buồn về cuộc tình không trọn vẹn, toàn có thật trong cuộc sống của mình. Nội dung MV là câu chuyện tình 3 năm tôi đã từng trân trọng và ấp ủ. Ngay thời điểm với quyết định quan trọng nhất cuộc đời, người yêu trả lại nhẫn cầu hôn và quay lưng đi khi không còn giữ được lời hẹn thề. Một người quay mặt ra đi khiến người ở lại tổn thương, đau khổ. Cũng vì chuyện tình buồn bản thân đã trải qua, tôi hoàn toàn không mất nhiều thời gian để ứa lệ hư cấu. Chỉ có điều, khi đưa vào MV, tôi khéo léo biến tấu để nội dung và hình ảnh trở nên đẹp hơn và dễ chịu hơn. Kho gia tài bí ẩn của Nguyệt Ánh bị bại lộ trước thềm đám cưới, ông xã Ấn Độ chết lặng vì sốc. Ông xã người Ấn Độ đã có biểu cảm thế nào khi kho gia tài của diễn viên Nguyệt Ánh bất ngờ bị bại lộ, khiến dân tình xôn xao. Nguyệt Ánh tên thật là Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, sinh ngày 12 tháng 8 năm 1984 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô là một nữ diễn viên xinh đẹp, được khán giả biết đến qua các bộ phim như Cổng Mặt Trời, Thứ Ba Học Trò, Dòng Sông Huynh Đệ, Giấc Mơ Cổ Tích và Gia Đình Phép Thuật. Năm 2010, bộ phim Cổng Mặt Trời của đạo diễn Nguyễn Dương để lại ấn tượng với khán giả khi phản ánh chặng đường vào đời, nhiều buồn vui của một nhóm sinh viên ở quê lên thành phố trọ học. Nguyệt Ánh đóng vai Cúc trong Cổng Mặt Trời. Hơn 10 năm theo đuổi nghiệp diễn, cô luôn đảm nhận vai hiền lành và cam chịu. Qua thời gian, cô ít được quan tâm so với một số bạn diễn cùng thời bởi lối diễn một màu. Nguyệt Ánh sống khá kín tiếng về đời tư. Tham gia phim Thứ Ba Học Trò, nữ diễn viên xinh đẹp có dịp diễn xuất chung cùng chàng ca sĩ điển trai Đan Trường. Trong bộ phim của đạo diễn Đặng Lô Việt Bảo, Nguyệt Ánh đóng vai cô giáo Thư Cầm, người yêu của thầy giáo Nghiêm Tuấn Đan Trường thủ vai. Vừa là người yêu, vừa là đồng nghiệp, Thư Cầm luôn sát cánh cùng Nghiêm Tuấn đối phó với những trò quậy phá của những học sinh cá biệt và giúp đỡ các em tiến bộ hơn. Dòng Sông Huynh Đệ là bộ phim dài 72 tập do đạo diễn người Hàn Quốc Kim Hung Joo chỉ đạo. Trong phim, Nguyệt Ánh đảm nhận nhân vật Lê Hương, một cô gái có nội tâm sâu sắc nhưng số phận lại kém may mắn. Đây là một vai bi sở trường của Nguyệt Ánh nên cô diễn rất nhập tâm. Khán giả thực sự rơi nước mắt khi chứng kiến chuyện tình bi thương của Hương với Hiển do Hòa Hiệp thủ vai. Ngay từ vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất, Vân Trong Dốc Tình của Nguyệt Ánh đã thuyết phục được khán giả bởi nét diễn mộc mạc chân thật của một diễn viên tay ngang, chưa hề có kinh nghiệm diễn xuất vào thời điểm đó. Vân trong sáng thánh thiện, yếu đuối đến mong manh. Cũng vì yếu đuối, vì tư tưởng an phận và sự hy sinh luôn gánh về mình, suýt chút nữa Vân đã bánh mất tình yêu đích thật của cô, một tình yêu đứng trên mọi khoảng cách về địa vị và tuổi tác. Chiếc xe đạp nhỏ bờ vai gầy guộc của cô gái trẻ đơn độc, lẻ loi trên những triền dốc quanh co của Đà Lạt mờ sương. Cái cúi đầu vội vã vẫn không giấu được đôi mắt lấp lánh, khát vọng của Vân. Có thể nói không phải ngẫu nhiên mà đạo diễn Lưu Trọng Ninh quyết tâm mời bằng được Nguyệt Ánh đóng vai này, dù thời điểm đó Nguyệt Ánh chỉ là cô sinh viên nhỏ bé và ngô nghê. Được biết, tiệc cưới của Nguyệt Ánh và ông xã người Ấn Độ sẽ diễn ra trên biển vào ngày 10 tháng 3 tới tại một resort 5 sao ở Mũi Né, Bình Thuận. Buổi tiệc đón khách từ 15:30 sẽ bắt đầu nghi thức lễ từ 16:00, dự kiến kéo dài đến tận khuya.
nhắm mắt lại và mong sao em có thể hiểu. Từ lúc em bên cạnh anh thấy cuộc sống ôn ơn nhiều, nhiều lần giận hờn nhau đôi chúng ta không phải nói chia tay mà. Và cứ sao em vẫn luôn là người thứ tha. Anh cảm ơn trời đã trao anh người con gái tuyệt vời. Chỉ muốn bên em và yêu em đến hết cuộc đời. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất. Vì em từng biết lắng nghe, biết chịu đựng, biết sẻ chia. Anh biết cả đời này anh không gặp ai tốt hơn em. Cảm ơn em đã vì anh suốt quãng đường vừa qua. Đã thứ tha cho anh nhiều lần anh dối trá. Anh hiểu rằng anh rất may mắn khi được em ở bên cạnh. Muốn thấy nụ cười nở trên môi, hạnh phúc chỉ thế thôi là em. Bên cạnh em mãi thôi. Từ giờ anh không gần, chẳng để em phải u buồn. Từ giờ về nơi sâu dành em mọi điều em muốn. Nhiều lần giận hờn nhau đôi chúng ta không phải nói chia tay mà. Và cớ sao em vẫn luôn là người thứ tha. Anh cảm ơn trời đã chào anh người con gái tuyệt vời. Chỉ muốn bên em và yêu em đến hết cuộc đời. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất. Vì em từng biết lắng nghe, biết chịu đựng, biết sẻ chia. Anh biết cả đời này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.